Thiền, quán ánh sáng, quán âm thanh là điều duy nhất chúng ta có thể làm vào lúc cần thiết. Nhưng dù sao, quý vị cũng có thể cầu nguyện. Cầu nguyện không nghĩa là ồ, xin làm điều này, làm điều kia cho con, thưa sư phụ hay xin giúp con. Quý vị có thể nói vậy, nhưng đồng thời cùng lúc, quý vị phải tin rằng sự giúp đỡ đã có ở đó rồi. Nếu quý vị không tin như vậy thì rất tệ cho quý vị. Chỉ có niềm tin mới có thể biến sự việc thành hiện thực. Bởi vì thật ra chúng ta là Thượng Đế, đã là Phật rồi, sự giúp đỡ luôn ở đó. Chúng ta thậm chí không cần giúp. Nếu là Phật, chúng ta biết phải làm gì, phải không? Cho nên hãy tin điều đó. Nếu quý vị không thể tin Phật tánh của chính mình, thì hãy tin vào lực lượng Minh Sư, Phật tánh Minh Sư. Và rồi điều đó sẽ giúp quý vị. Bởi vì cho dù quý vị không có Phật tánh, giả sử quý vị không có, giả sử quý vị không phải là Phật, giả sử quý vị không thể tin lời ta nói rằng quý vị chính là một người Phật, vậy cũng được. Ít nhất những người khác như sư phụ sẽ không để mặc quý vị bị rắc rối, phải không? Sư phụ sẽ biết lập tức, sẽ biết thậm chí trước khi quý vị gọi, và cố gắng tìm một cách để giúp quý vị. Cho nên hãy tin vào điều đó. Đó là lời cầu nguyện tốt nhất cho quý vị. Tin rằng nó sẽ được thực hiện theo cách tốt nhất cho quý vị. Bất cứ gì xảy ra, đó sẽ là tốt nhất cho quý vị. Và quý vị sẽ thấy trong tương lai rất sớm rằng điều đó tốt nhất. Vì vậy, mọi lúc, mọi vấn đề, quý vị muốn cầu nguyện cho bản thân hoặc muốn cầu nguyện cho bất cứ ai, hãy tin vào điều đó. Quý vị có thể cầu sư phụ giúp đỡ hoặc cầu Phật tánh giúp đỡ, nhưng phải tin rằng điều đó sẽ được thực hiện. Và nó đang được thực hiện, đã thực hiện rồi. Vậy thì không sao. Hãy nhớ, Thánh Kinh cũng có nói, bất cứ gì quý vị cầu, tin rằng nó đã được ban cho thì nó sẽ được thực hiện. Và sự việc là như vậy. Nếu quý vị kêu gào cả ngày xin giúp con, tại sao ngài kia giúp con cả 5 phút rồi, 10 phút rồi, con sẽ cho ngài thêm 1 phút nữa. Đó không phải cách. Quý vị phải tin, niềm tin nơi chính mình là lực lượng chữa lành tốt nhất mọi bệnh tật. Mọi vấn đề quý vị có thể gặp phải, quý vị phải tin điều này. Bởi vì quý vị là vị Phật duy nhất với chính mình. Chúng ta đều là Phật, nhưng vị Phật bên trong biết phải làm gì rồi. Linh hồn biết phải làm gì. Nếu quý vị không thể tin điều này, chỉ cần tin lực lượng sư phụ sẽ giúp quý vị. Bởi vì điều đó sẽ giúp. Điều đó giúp bất cứ lúc nào. Ít lợi gì có một sư phụ, và rồi sư phụ không làm gì cho quý vị cả. Ngay cả cha mẹ bình thường cũng sẽ cố gắng tối đa để giúp đỡ con cái, hoặc thầy giáo bình thường sẽ cố gắng tối đa để giúp học trò của họ. Làm sao một vị thầy tâm linh có tất cả thiên đàng và hạ giới lại bỏ quý vị một mình trong bóng tối và trong rắc rối? Vì vậy, không có gì chúng ta không thể giải quyết với niềm tin nơi chính mình hoặc nơi lực lượng sư phụ. Bởi vì thật ra lực lượng sư phụ là lực lượng của quý vị. Quý vị và tôi là một. Cho nên nếu quý vị không thể tin chính mình, được rồi, hãy để vậy. Bởi vì quý vị cảm thấy tách rời với sư phụ cũng được, vậy thì hãy tin lực lượng sư phụ. Nếu quý vị thật sự tin sư phụ là tốt, vậy tại sao sư phụ không giúp quý vị? Và lực lượng sư phụ là vô sở bất tại, không nơi nào mà không có Minh Sư cả. Do đó, bất cứ nơi nào quý vị chỉ gọi Minh Sư là có ngày 24 giờ, nhớ không? Cho nên quý vị ở nơi nào, sống nơi nào, đối diện với điều gì, đừng hoảng sợ. Chỉ cần tin thì sẽ giải quyết được. Nếu có thể tự giải quyết, quý vị hãy cố gắng tối đa. Nếu quý vị không thể, sư phụ sẽ giúp quý vị. Sư phụ có đó là để cho việc này. Cho đến khi quý vị tìm ra lực lượng sư phụ của mình, ai biết thì phải giúp.